we sail a little bit high. Xin đầu tiên trình diễn thì rất mong quý vị cùng xem ủng hộ cho vòng loại tiếp theo, vòng loại đặc biệt của đứa bé là 20.000 đồng với tặng quà là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Với con.
Dạ, thí chú có vé nhấc ngón tay lên giùm em nha. Má. Trời ăn cái dạy sọc chưa rồi, rồi đi vòng vòng không không bán được gì chưa á. Còn hai vé, ai ủng hộ cho Nguyễn Trung giùm em đi cái gì ơi. Còn hai vé nè. Dòng đặc biệt là 20.000 đồng luôn quý vị ơi, một vé 20.000 đồng. Chúng qua cái thằng phẩm là điện thoại là A30, Samsung A30 nha. Dạ quý vị ơi, ai có anh trai có kia A20 nha. Dạ rồi. Chị ơi. Chị có vé chưa chị? Rồi bác ngồi bác ngồi cười hoài luôn kìa. Vé không sọc. Đây còn mấy vé thôi ơi. Còn 4 vé hả? Còn 50 vé. Rồi đem về nhà luôn đi. Dạ. Còn 1 vé hả? Ai ủng hộ chị lộ giùm em đi cho mấy chị ơi. Cô chị đây. Trên sân khấu mình phải dò số à. Số gì đây, cái số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì đây, cái số gì đây, số gì đây. Ngày đó đâu rồi hai đứa mình yêu nhau. Còn ước dài đâu ta sẽ chung nguyện cầu. Đây ngon nói tiếng cho số. Ai nhớ giấc mộng đêm dài. 22 thôi chị. Rồi dòng loại đặc biệt chỉ có một dòng loại này thôi anh chị nha. Mua một vé tặng một vé, chúng ta nhận qua điện thoại Samsung Galaxy A20 và con số 22 đầu tiên. Ngay từ bây giờ trên tay lộ và máy tính tay còn lại những tập đẻ cuối cùng. Anh chị ơi, hãy cùng đồng hành tài trợ đi nào. Nhanh tay lẹ chân lên, hôm nay chỉ có một dòng loại đặc biệt này thôi à. 22. Đó, một con số đầu tiên trên tay lộ còn 3 vé nữa anh chị. 30 vé. Rồi dòng loại này là dòng loại đặc biệt đầu tiên cũng là dòng loại cuối cùng nha. Hãy cùng tham gia tham dự. Ai có nhu cầu mua vé giơ tay giùm em ạ. 22 lẹ tay lên số gì đạt bước thẳng xuống lộ ơi. Giơ tay giùm em anh chị ở phía dưới cái lộ. 12 cái này 22 số gì ra. Mấy gì ra cái này, 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 mấy gì ra. Rồi thẳng ở dưới luôn em ơi. Còn mấy vé chị ơi? Bây giờ số gì mình ha? Số gì đây, cái số gì đây, số gì đây. Số gì đây, 22. 22 cái số đầu tiên. Gạch số vô cái gạch số vô cái gạch số vô. Số gì đây, cái số gì đây. 22 số đầu tiên 22 con số gì đi xuống gì ra con số gì đi xuống gì ra do từ từ đừng có nhốn nháo còn số 6 còn số 6 còn số 6 số 6 còn số 6 cái số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây cái số gì đây số gì đây cái bến sông xưa dèo mau mà anh đời cái phút sông này vào buổi mà tối tăm. 25 số gì đây cái số gì đây số gì ra số gì đây cái số gì đây số gì đây cái số gì là số gì ra số gì đây số gì đây cái số gì đây số gì đây heo mẹ heo con heo mẹ heo con heo anh heo chị heo bạn heo bè rủ nhau ăn cam. 28 số gì đây số gì đây cái số gì đây số gì đây màu anh mong làm sao cho tình thiết không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu thương thương em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành khi nỗi sâu còn điều lần. 39 cái số gì đây số gì đây số gì đây 39 còn mười gì đây kiếp này là đây kiếp sau là đâu này còn đây sao không vướng mà hẹn kiếp sau kiếp sao có còn gặp lại nhau giống như bây giờ hay sao hay như thế nào cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau còn mười sao còn mười sao còn mười sao mười sao còn mười sao cái số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây cái số gì đây số gì đây. Yo, yo, yo.
Việt Nam. 38, 38 cái số gì này, số gì đây? Hồi nãy ông này có bạn với ông nhỏ, hồi nãy ông nhỏ phù thủy rồi nè. Đọc không? Mấy gì ra, mấy gì ra, phù cờ gì ra, cờ gì ra. Anh ơi, chị Lộ ơi, chị Lộ đâu rồi? Chị Lộ. Thì hôm nay á, là nhân dịp cuộc thi Miss and Mr. Lotto của đội của chị La Kim Quyền đúng không? Người đó trời. Đúng em muốn trời. Trời ơi trời. Ờ à, đúng rồi. Thì đó là nhân dịp đó. Ờ. Bắt ráp đi, bắt ráp đi. Rồi thì ờ vậy đó. Thì dạ. Quý vị thân mến, về nãy giờ có rất là nhiều vị khách nước ngoài nữa. Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu là phổ biến lại luật chơi một lần nữa cho vị khách nước ngoài được biết. Đầu tiên là Phi Thanh Vân sẽ bắt đầu là anh sắp không? Chị xạo quá, anh thấy có người nước ngoài đâu đâu? Đâu? Đây, chị... tay kìa. Đâu? Có. Người gì? Đâu? Có. Kìa anh đứng lên coi coi ai? Đâu? Đâu? Anh hả? Anh nước ngoài hả? Đâu có, anh đi ngoài ra nước mà. Đặc biệt. Đừng có nói vậy. Đâu hả? Đâu? Anh Mỹ đen hả? Đâu giống lắm. Nhưng mà đâu phải đâu. Đâu? Đâu có đâu. Người đẹp cầu cầu, quý vị. Người đẹp cầu cầu sẽ thái sắp lại cho tất cả mọi người. Thôi để em thấy là có anh người Thái. Đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ quý vị thân mến à, quý vị nhớ cho em một vé đặc biệt cũng vậy. 4 con trên một hàng ngang là đủ, 3 con là thiếu, 5 con là dư số là luôn mà đổi lại nhân viên trên quý vị nha. Và bây giờ em sẽ nói lại cho một lần nữa bằng tiếng Thái. Rồi, ok. Sao hoạt gì khá? Nó dù này đó khá, Pi dù này khá. Pi dù này, Pi dù thế này đó khá. Em cũng giỏi lắm. Phi Khun Thai dù thế này ạ. À? Ở đây đại gia nó lại coi. Phi Khun Thai dù thế này nữa khắp. À nó kêu là ai tiếng Thái đâu. Bây giờ á chú ý nha. Tôi nói đó không hiểu thôi. Tào lao má. Anh nào người Thái đâu. Giơ cho tay giùm em. Rồi bây giờ em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. Bình thường đi. Ok. Bốn con trên một hàng ngang là đủ. Rồi đó, nói đi. Xì bơ. Xì bơ thì tao, xì bơ thì tối, mà đâu xì bơ có chừng nổ. Bốn con sới một hàng ngang là đủ. Bơ ăn không có gì xì nha. Thì em rất là run tự nhiên. Không 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 có gì run hết bình thường. Quý vị thân mến, đặc biệt những cái show mà dành cho khách hàng là đối tượng là khách hàng của Thái Lan đó quý vị, những nhà đầu tư của Thái Lan mà đến mà muốn bút show á thì câu câu sẽ là người thông dịch tiếng Thái đó quý vị cho đoàn, bởi vì hiện tại cầu cầu đang sống và sinh sống và làm việc ở Thái Lan luôn quý vị, dạ rất là xuất sắc và bữa nay rung quá quý vị, dạ mà thẹn nữa. Với lại em cũng thật sự thì nói là em nói giao tiếp thôi, nhưng mà vậy nhưng mà nói về professional thì em chưa có đúng chuẩn bị kịp, em phải chuẩn bị trước á thì em mới nói được chứ. Nói được không? Nói theo kiểu. Nhưng mà bây giờ là nói được không? Nói theo kiểu như tiếng bồi á. Nói được ta đi về đó. Bây giờ chị phải nói đi. Chị cứ nói bình thường giống như bây giờ ở dưới đây là người Thái hết đi, chị cứ nói chuyện bình thường. Ví dụ như mà tôi là BD tiếng Thái này sao? Nói cà thơi đó thà. Cà thơi thà. Tại sao mà Phi Thanh Vân và Cầu Cầu nhấn mạnh cái điều này? Bởi vì năm nay đặc biệt tiêu chí là dành riêng cho tất cả các bạn khi thi tuyển vào đoàn. Nếu mà quý vị có cái khả năng mà ngoại ngữ, đó là một điểm cộng rất là lớn. Bởi vì như quý vị cũng biết, ngoài cái việc mà diễn ở trong nước, nhận những cái show sự kiện thì chúng tôi còn có đi du lịch nước ngoài nữa. Ngoại ngữ sẽ là một lợi thế rất lớn thưa quý vị. Và ngay bây giờ quý vị đã có vé trên tay vào đặc biệt dò tiếp quý vị nhá. Ủa em có món quà tặng chị Lộ mà nói gì lãng cho em vậy? Nói gì vòng vòng nãy giờ chưa tặng quà cho bạn hả? Chị Lộ ơi! Lộ ơi, ra đây tặng quà cho chị! Ok! Dạ, thì dạ. Em cũng thương chị á, chị đã ngày công tổ chức nên một cái cuộc thi rất là ý nghĩa cho cộng đồng LGBT chúng ta nói chung và cộng đồng LGBT nói riêng. Thì á, em sẽ tặng cho chị một món quà. Mua đồ gì đây? Không có mua đồ gì đâu. Con hát dễ thương thôi. Nói đi. Rồi, anh ơi nhà! Hey! Nếu có bê đi thì hãy chơi ngay bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc hai đứa còn đừng đợi ngày mai biết đâu con vẫn lớn lên. Nó hỏi tại sao lại có hai người mẹ nghẹn ngào trong nỗi đau, dèo ra mới mới vui, dọn dẹp mà nói vui, dọn dẹp mà nói đau.
20 sao. 20 sao. Quý vị ơi nhớ nha, có video nhớ chơi liền tay, đừng để lâu ngày, có hai đứa con. 20 sao. 20 sao cái số từ đây số từ đây. Số vô, số vô mấy đặt số vô. Số từ đây. Số từ đây cái số từ đây số từ đây. Số từ ra, mấy từ ra, số từ ra, mấy từ ra. Số từ đây cái số từ đây số từ đây. Bao trong bóng chiều chủ nhật đã đến rồi. Chờ sao không đến. Chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không đến để em nhớ thương hoài. Ba mươi bốn, 34 cái số gì đây, số gì đây. 34 cái 34 số gì đây, có mấy chị ra mấy chị đây, có mấy chị 24 hả, chết cha mà lộn chừng luôn. 34, anh này kẹo em nha. 34, 34 số gì đây, số gì đây, có ai đợi chưa. Số gì đây, có mấy chị đây, 10 chị đây, có 10 chị đây, 10 chị ra, có 10 chị đây, 10 chị ra. Mười chị ra, có mười chị ra, mười chị ra. Bập bùng nửa khuya trong màn đêm nối rừng. Nhịp trống vang chỉ còn hồi đêm nay. Ngô sắc quay rừng còn ngọc vui uống say. Vui lấy ngồi rừng thiệt hôm nay. Bước nhịp uống cười đùa vui gái trai. Bên hát ngựa rừng hồng non cao. Nàng đã mang tên loài chiến nối rừng. Dòng hát em như lời ru suối trong. Nắng mai tên của nàng là đôi chim sơn ca số gì đây bê đê về ăn quý vị ơi số gì đây quý vị đây về tới đâu làm bê đê bóng lâu hát ca rộn ràng ai vậy chị qua nhịp cầu tre qua mấy con đê toàn là hai vai còn mười hai con mười hai ai con mười hai vừa đẹp với đất tây con nàng xinh đẹp về tây 27 đây 27 27 27 27 con ba chị đi ba chị ra ba chị đi ba chị ra hết hai dòng sao 36 36 36 36 giờ số tiếp mấy chị đây 36 36 mày về đây mày về đây mày về đây ai đi miền tây sao không chịu quê thầm lại Cà Mau năm căn chẳng rơi còn được công minh đào nhau trong gió nơi miền tây đã quen nơi người dân sống yêu thương dù có đi nơi nào cũng cùng quê hương sâu đậm tình người chưa có sâu mày về đây mày về đây mày về đây mày về đây sâu đêm nay và ngàn đêm nữa thôi em chỉ yêu chỉ thương mình anh dù kia liền tình đôi ta cách nhau dù Số gì đây, máy gì đây, máy gì ra, cái số gì đây, giới em
anh mãi là người tình mà trăm năm còn số năm có năm cái số em ghé cờ hơn chút lâu xin dừng xe. Và vòng loại đặc biệt con số may mắn là con số 5 quý vị nha. Quý vị khoan hãy xe vội bỏ ra vé, bởi vì chúng ta còn có thêm phiếu thưởng nữa. Mặt khác, lỡ mà không có trúng thiệt mà trúng gió, có gió, có vé kiều tiếp quý vị nha. Rồi, kính thưa quý vị, ngay bây giờ em cũng xin một vị khán giả bất kỳ với lên sân khấu kiểm tra lại từng con banh một xem vị khán giả của chúng ta có thật sự may mắn không. Cái gì mà... ok, ưu tiên cho anh đi, thấy bà bóng lộn xộn lắm. Rồi cái gì em bóng không có đụng gì tới chị hả, không có lộn như chị hả, gan dễ sợ. Rồi cái bây giờ em ơi, em tên gì và đến từ đâu ạ? Em tên Phong, đến từ Gò Vấp. Phong đến từ Gò Vấp ha. Bây giờ bạn Phong sẽ hỗ trợ cho đoàn dò lại những con số xem thật sự là vị khách của chúng ta có thật sự may mắn không quý vị nha, trúng thiệt hay trúng gió. Và quý vị đừng quên nhìn con robot của đoàn em, robot mập quý vị đó đó quý vị, ra siêu thị điện máy quý vị thấy có con robot cầm quơ quơ nhỏ đẹp lung linh, về thấy đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời có con mập bà cố luôn. Rồi dòng loại đặc biệt số 49 có trên bảng đèn, mình dừng cái hội trả lương đó, 49 có trên bảng đèn quý vị nha. Và bây giờ con số 5 đầu tiên. Số 5 có 1. 16. 16 có 2. 27. 27 có 3. 38. 38 có 7. Trời ơi, hợp lệ quý vị cuộc đời như gì nữa. Mà có một người kinh trong khi tổng cộng 4 dòng loại quý vị, đáng lý là ít nhất là phải 4 người. Rất là may mắn anh đã có kinh. Rồi, ngay bây giờ, anh ơi, anh giới thiệu tên và địa chỉ của mình đến từ đâu ạ? Tên Nghĩa, anh đến từ 11 ạ. Quận 11. Dạ, anh là anh đến Sài Gòn Tân Thời được bao nhiêu lần rồi? Phải 5 lần. 5 lần hả? Anh yêu mến diễn viên nào nhất? Dạ, Lộn Lộn. Anh nhận quà đi. Dạ, em gửi cho anh một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Trong này có hóa đơn của... À, Bạch Long phía đối diện bên đường á, anh có thể đổi vào ngày bình thường giờ tránh. Cảm ơn anh nha. Và chúc anh thật là nhiều may mắn dọc lời tiếp theo 50 vé anh nha. Rồi. Ngay bây giờ kính thưa quý vị và thí sinh tiếp theo của đội chị Dạ Thảo, chúng ta cùng chào đón một gương mặt hết sức xinh đẹp quý vị nha. Trong khi đó em sẽ trà xuống dưới phần vé mặt của cô bác mình nha. Và giao cảm như là tàu này có những cái dạng mang cho tối ngày hôm nay. Lời kết thúc sức khỏe, lời chào tất cả mọi người. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lòng ta sẽ chung nhịp cầu. Chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, cười ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời dù bên nước nay hát điều hò hoan, tình người dường dàng như lỡ một cơn. Của nhạc sĩ Song Trà với ca khúc Cội Nhớ.
được lòng người thì quên để thôi. Người ơi, người ơi, ngày anh xa rồi nay chỉ là mơ thôi. Đơn nhạc làm chi đau nhói tim một người. Đành ngậm nỗi tin cho số phận nhỏ nhói. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm. Đang rào bước tới nơi là chỗ phục vụ. Chỉ có 10.000 đồng trên tay trong tập lọc vé. Quý vị có nhu cầu một vé hãy nhất nhẹ một ngón tay lên. Bên trên sân khấu sẽ điều đầu anh chị nhân viên trong đầu đã tới nơi là chỗ phục vụ cho tập này của quý vị mình. Mà không để cho quý vị mình chờ đợi lâu và hao mòn lòng thể nha. Và quý vị có cơ may tặng phẩm đợt giải sẽ nhận qua tặng phẩm đó là một con cá bông trị giá 500.000 đồng của đoàn Loto Sài Gòn tới thời sẽ gây bằng đến cho tập này quý vị. Và ngay bây giờ anh có thể cho tay hướng mắt trên sân khấu bắt đầu dò số quý vị nhé. Hãy đi ra, hey. Số gì đây? Số gì đây cô? Số gì đây cô? Số gì đây? Số gì đây cô? Số gì đây? Ai sẽ được trên đời chưa đời con số ấy? Nếu chúng là trời trong, chúng là trò chơi. Gạch hát ngàn hoa cùng em cười đến mai đó. Lặng lặng mà nghe em lấy con cờ ra. Cô bác ta còn lại đây. Người chơi cá đồ con số gì đây con mắt gì đây? Chỉ có tình yêu đương là sống với đau thương. Chỉ có tình yêu đương là chết giới ông sau thì chỉ đã biến cơ sau khi tần. 39, 39 còn 39, 39, 39 mấy. Chị đã bị, chị đã đắm, chị đã đắm, chị đã đắm, chị đã đắm, chị đã. Ở dưới quê làm ăn mà không khá. Em lên Sài Gòn em lái xe làm. Đường dài thật dài ta mặc tình trong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi sẽ tầm bao nhiêu xa vui một con lên ra. Ta sẽ thăm từng nhà sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng người để còn 60 còn 60 còn 60 đi còn 60 số gì đây có mấy gì ra mấy gì đây có hai gì đây hai gì ra có hai gì đây hai gì ra người đàn bà có cây cà rem Sipula người đàn bà có cây cà rem đi người đàn bà có cây
có cây cà rè phương khoai môn. 24 24 24 24 còn 24 còn số gì đây, số gì đây, cùng số gì đây, cùng số gì đây, chị em mình là cùng thương mến nhau. Cha mẹ mất đi đừng cái gì nhau, thương em nghèo nhỏ có mấy câu, chỉ dù sắp xa nhau nhớ thương chị em, chị mà thương em càng thương chị. Lệ thủy biển giao nhau chung dục thâm tình, vui sao đẹp phận đôi mình, đẹp số đồng nghiệp đẹp đời chi ân, gửi người cô đều xa gần, tâm tình nghệ sĩ quá. 43 số kỳ đặt đây, số kỳ đây, số kỳ đặt ở số kỳ đặt, số kỳ đặt ông thường ông già ông vẫn còn duyên. 50 viên là chiếc lá cờ hơn. Vâng, cô Lê Quân có một chuyện nhân may mắn được vậy. Khán giả mình tương hơn sau một loại nhẹ đôi chân cơ khói em đi cho banh lại để tránh tình trạng đi sổ dọa số khán giả mình đi vào sổ tiếp à. Tự nhiên Vân nó giật mình. Vâng, có một khán giả đột giải cho hết hồn chân nó giật mình. Em mời chị ạ. Vòng lời 025 rồi đúng ký hiệu. Số 10 có 1, 24 có 2, 39 có 3, 50 hợp lệ. Chị nhân thứ 2, số 10, 24, 39, 50 một trong hợp lệ. Và để tạo sự công bằng giữa ban tổ chức và người chơi, em xin mời khán giả mình cửa đại diện một người gặp một người thích xa lên kịp cho ban lại. Còn bằng không chứ em bỏ ban là một cầu thời mà khó thì sao không hiểu. Xin cảm ơn ạ. À. Quý vị và phần trình diễn chưa rồi. Chị ơi, chưa hả? Tăng kính chụp chia đều nha chị. Giờ đây bây giờ sẽ quay bên ai có con bạn lớn hơn. Đứng ra đây nè cưng, đứng ra đây nè. Có 1.800 khán giả đang coi live stream nữa cưng. Đó. Bà chụp hình. Bà công nhận bà không cần bánh luôn, cần chụp hình thôi. Tức chết bà. Cùi nó tức kìa, thấy không? Đúng rồi. 49 quý vị. Wow. 34 chia buồn cùng anh ạ. Rồi, rồi. Xin chúc mừng chị ạ. Một và xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Bộ táo đỏ rất là duyên dáng quý vị và những con số hết sức hấp dẫn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo của đội chị Dạ Thảo quý vị nha. Cũng là bộ táo đỏ nhưng mà ít hấp dẫn hơn chút. Bà con của người đẹp cầu cầu quý vị nha. Chúng ta cùng chào đón người đẹp tiếp theo. Mọi người đến quý vị khán giả và hai vị ban giám khảo một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Bóng thai à? Thường khi mất nhau rồi tình tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe hồn như dòng suối trôi vào gọn vắng lưu vô, vết thương trong hồn đã hết khô. Ra đi rồi là hết, ra đi là vui cho tất cả, trọn vui đôi mình bỗng nhận tình sống nơi bên nhau. Những đêm tâm sự đầy gối đầu, ai ai bao thời gian không biết đổi, khi về người trăm năm vẫn thầm với không xưa.
một thọ nắng mong manh. Chúc cứ kỷ niệm hai đứa mình. Hai mươi ba, hai mươi ba, hai mươi ba, là con mấy? Hai gì đây, hai gì
16 hợp lệ. Dạ, chúc mừng anh. Dạ, chào anh. Dạ 978 đúng trong loại. 15 hợp lệ. Trời ơi, trời, quẹt gì mà không thấy con số luôn. 20 có 2. 30 có 3. 56 hợp lệ, trời. Trên tờ CD chúng em để in rõ chúng kinh điều sản phẩm, chúng chi điều. Và mấy anh tiến thẳng đến lòng cầu và ai có số lớn hơn sẽ nhận con gấu bự hơn. Xin cảm ơn. À, kính thưa quý vị, phần thi của Thảo vừa rồi cũng khép lại buổi thi ngày hôm nay gồm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời 3 thí sinh của đội chị Dạ Thảo. Trong khi đó thì rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ vòng loại tiếp theo. Sau vòng loại này, giám khảo Dạ Thảo sẽ phục vụ cho tất cả quý vị nha. Rồi xin mời đội của chị Dạ Thảo và 3 thí sinh của đội mình ạ. Chém. Đó, thấy chưa? Tương tác y như là cái người hướng dẫn của mình, quý vị, từ trang phục cho tới bài hát rất là chỉnh chu. Mà đặc biệt cái nhóm này là em rất là tuyên dương vì ngày nào cũng đến đây tập hết trơn, rất là siêng năng. Và hơn hết là các bạn cũng rất là khiêm tốn. Và có cái điều cái là lúc đầu hơi thắc mắc hơi nhiều. Rồi, ngay bây giờ chúng ta cùng nghe nhận xét từ là người mặt gì mặt dày bao nhiêu. Mới bên á. Mới mốt trước khi làm giám khảo không được bơm môi nha bà nội. Đó, thí sinh mà nó có tính là nó nóng nóng quýt thì đó. Rồi, xin mời chị Diệp Thanh Thanh nhận xét ba thí sinh của chị Dạ Thảo. Vâng, quý vị ơi, có thể cho một tràng vỗ tay cho ba nha, thí sinh quý vị. Mua phàn cái gì nè. Rồi thì xin chào ba em và chào người đẹp giám khảo nha. Bây giờ cho con anh xin được hỏi Thu Thảo nha. Thảo cho cho một cái mic đi. Nói thật lòng cho chị nghe nè, em làm ra em làm cái nghề gì và hát ở đâu chưa? Dạ, em xin trả lời câu hỏi của chị. Dạ, thì ra là em chưa đi hát ở đâu. Dạ, lần đây là lần thứ hai. Bởi vì vòng casting là lần thứ nhất, là đây lần thứ hai em đứng trên sân khấu. Em làm nghề gì nè? Dạ, em là phục vụ nhà hàng của chị. Ồ, oh, wow. Phục vụ nhà hàng lần thứ hai bước lên sân khấu, bởi vì lần đầu là casting quý vị mà hát.
rồi, hoặc có ai mà làm lợi mà giả thảo của chừng nữa. Xuất sắc lắm em ơi, xuất sắc. Em có một giọng hát là chút xíu nữa tặng cho người 50. Rất là giọng nữ luôn nha. Nhưng mà xử lý cái cuối bài nó chưa có xuất sắc nha. Ví dụ như là mình có sự cố là mình phải có cái cách gì đó. Nhưng mà thật sự là rất là thông cảm cho bạn, bởi vì lần đúng trước rồi. Rồi, xin thí sinh tiếp theo ạ. Rồi, cái giọng hát của em rất là tốt. Khoan đợi xíu. Quả ơi, chồng mày lại nè. Đem lại đi. Đứng lên, anh đứng lên cho nó thấy, nó thấy em kìa. À đùng quá hả, bà ngồi đây nè. Con đường ngồi đầu tôi nè. Thấy liền. Trời thì rồi. Để chị nhận xét tiếp nha. Nói vừa cái giọng hát dọn dài vậy đó, nghe mới bể cửa tài luôn rồi tới rồi vậy đó. Nhưng mà bữa nay là giọng không có tốt bằng mấy ngày tập đâu, chị chắc bệnh rồi mà còn vậy đó, quá xuất sắc luôn. Chị chúc mừng em, sân khấu em cũng rất là nên đợi, em cũng rất là có duyên, chị chúc mừng em. Đang nhận xét bên đây, ê, đang nhận xét bên đây. Ok. Rồi bây giờ là Thanh Ngọc. Rồi em gái, em ra là Ngọc Thanh hả, đây đề chữ Thanh Ngọc nè. Rất dễ thương. Em lên sân khấu cũng rất là sáng, sân khấu bận đồ. Nói chung ba đứa em đứa nào cũng bận đồ đẹp hết cho ngày hôm nay. Nếu mà được chọn, nếu thực sự chỉ có thiệt tại vì ba cái màu khác nhau nha. Nếu mà được chọn mà được nhiều người á, chị có thể chọn hết cho ba em á, chị nói thật lòng. Nhưng mà đôi lúc là phải xem lại tại vì cái đúng rồi. Cuộc thi mà, cho nên là phải có người. Cái chị chọn nhiều quá thì tết làm sao. Đó, cho nên là em gái Ngọc Thanh hát cũng rất là ok, kỹ số cũng rất là tốt. Đó, chị cũng chúc mừng em đó, cho nên lúc nay chị đi ha. Rồi bây giờ chị ạ. Chị xin chào Hoàng Ân. Dạ chào chị ạ. À. Rồi em cũng rất là, nhìn em rất men á, mà biết men không nha. Nhưng mà lên sân khấu em cũng rất là đẹp, dễ thương. Cảm ơn chị. Tại vì ở trên thì men, mà ở dưới là hơi nó lộ tí. Đó, đó không? Không, má ơi, tôi chỉ dưới cái chân kìa chứ mà chị đâu có nghiệp. Cái gì bà nội? Có cái nghề nghiệp luôn rồi. Em hát thì cái giọng của em thì hơi yếu tí xíu nha. Mình bị chậm nhịp nữa. Nghe không, phải về tập thêm nếu mà em được chào dùm chăm. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Hả? Hả dạ hả, sao tôi ghi nhiều lắm mà. Em cũng lên sân khấu nè. Rồi xong, nhường. Rồi, xin mời chị Quyền. Quá chứ, xử chồng mày đi. Rồi, tiếp đi chị. Xin chào ba em cũng như là giám khảo Dạ Thảo nha. Xin được nhận xét team của Dạ Thảo, các em đều có chất giọng tốt, duyên bạn nam. Có chất giọng rất là ấm, nhưng mà tại vì hát ưa sai những cái câu đầu tiên mà vô nó chưa cái câu được. Vô nó chưa câu đã chưa, vô chưa không không có đã. Mà cái này đã tập rồi, nhưng mà tự do là thật ra mà nói cái đó là năng khiếu thôi, và các bạn phải trao dồi rất là nhiều, nó không được như ca sĩ quý vị. Cho nên là cái câu đầu vô nó chưa có ngọt lắm. Tuy là chúng ta không phải là thi tỷ trong chương trình mà hát, nhưng mà thực sự chúng ta có chất giọng rồi, là trời phú mình có được, mà mình phải làm sao mình khắc phục, mình phải tập. Thu Thảo, chị rất là ấn tượng em nha, từ lúc mà vòng casting luôn cho đến ngày hôm nay ở dưới em rất là rụt rè. Mà đặc biệt Thu Thảo, em nói chuyện vòng hai lần á, là biết Thu Thảo là người miền Trung á, mà hát giọng miền Tây ngọt ơi là ngọt luôn. Tại vì vô tình là em hỏi thôi, nên em phải nói là cái giọng người miền Trung mà nó hát nghe những cái bài như thế á, thật sự là một cái giọng cao chót vót ngang ngửa Dạ Thảo. Nếu mà em được trao dồi nhiều với huấn luyện viên của em thì chắc chắn em sẽ được làm 1810. Nếu mà thật sự em trao dồi, cái đó là chị dám nói khẳng định. Còn cái chuyện sân khấu em này em buông sọ đó. Lúc giọng hát là 1810 Dạ Thảo, body 1810 với lại cầu cầu. Không sao em, quan trọng nếu như mà thật sự là, nếu mà đây là có thể là một người nói là một trong những giọng hát lạ, Dạ Thảo cũng là một trong những giọng hát lạ nhất đúng nhất trong cộng đồng LGBT. Tại vì nếu mà thật sự mình là người chuyển giới á, mà mình hát được cái giọng nữ thì quá ok. Mà mình lỡ mà mình không được thì mình phải bắt đầu, mình phải có một cái gì mới nó lạ hơn nữa để cho mình hòa nhập với tất cả những cái thứ còn lại của mình. Còn duyên về em ba cái bé áo đỏ, Thanh Ngọc, Bắc Biết, giọng nói cũng như là tất cả các thứ đó, có nói chung là cái phần bài mà truyền đặt kéo con cũng như là giao lưu với khán giả đó thì hơi lanh lợn hai bạn còn lại. Còn là Hoàng Ân thì chị nhớ nha, nhớ nhắc nè, thứ nhất là lên sân khấu nè, cái dép baby lắm, lúc nào cũng cười sáng sân khấu là được đối với chị. Cảm ơn. Nhưng còn những câu kêu số, có một số câu kêu còn hơi loạn trọn. Và cái thứ hai nữa, tập cái
câu đầu câu như cho chị à, tại vì em vô á, nếu mà thật sự mình bắt đầu mình chuẩn bị thì mình đâu có cần mình để cái mi xa đâu. Mình nếu mà thật sự mình chấp nhận là mình sẽ để gần cái mi nè, là vừa cái đầu câu là mình nhẩm nhẩm bắt đầu 1, 2, 3 mình bắt đầu mình vô. Chứ nhiều khi em muốn vô cái em kéo cái mi lại nó không tới và đâm ra bị hụt hơi. Chúc mừng ba em. Cảm ơn hai giám khảo, chúng ta sẽ bắt đầu nghe được ý kiến từ chị Dạ Thảo. Và ngay bây giờ để không mất thời gian của tất cả quý vị, xin mời ba thí sinh lưu vào trong để chúng ta sẽ chờ đợi kết quả quý vị nhé. Và hôm nay chúng tôi sẽ chọn tối đa là 4 thí sinh, trong đó quý vị quyết định một người rồi quý vị nhé. Và ngay bây giờ để ba giám khảo ý, chúng ta bắt đầu dò số trả lời tiếp theo quý vị nhé. Mấy gì đã How far can we get if we sell?